Thưa bà con, hôm nay A Đầu sẽ giới thiệu với bà con cái dòng lưới quây sân bóng. Cái dòng này là cắt theo yêu cầu mọi kích thước, chiều cao thì nó là định vị từ 6m Thường thường là bà con đang dùng hiện nay đó là cao 6m Thì ngoài ra còn có 4m, 5m Và dài thì tùy thích rồi Tại vì khi bà con quay là quay xung quanh cả sân bóng bốn mặt Đúng không ạ? Quay quay bốn mặt thì khi bà con đo cái kích thước dài như bao nhiêu Thì A à động cũng cắt theo yêu cầu cho bà con Dài đúng theo độ dài cho bà con Thì mắt lưới đây là mắt lưới 12,5 nhân cho 12,5 Có nghĩa là mỗi một cạnh là 12,5cm Thì rỗi ra là, là mắt lưới của nó là 25cm thì mắt lưới cây lưới ở đây thì nó sẽ có ba màu sắc cho bà con lựa chọn đó là một màu xanh lá cây như bà con đang xem, đây là màu xanh lá cây này. Thì màu xanh lá cây đây thì sợi của nó là sợi 45, sợi lỗ của nó rất là lớn và đảm bảo cho bà con về cái độ bền cũng như thời gian. Thì dòng này là cũng là hàng hai nút cho bà con tất. Và ngoài ra thì còn có cái sản phẩm là làm theo yêu cầu cho bà con, có nghĩa là đan tay theo yêu cầu, chiều cao cũng như chiều dài. Thì hàng đan tay nó sẽ đắt hơn cái hàng này. Thì thì nó đẹp hơn, cái nữa là nó làm theo yêu cầu mọi kích thước cho bà con được. Còn đây là màu xanh xanh nam. Màu xanh nam này thì sợi của nó sợi 35, nó sẽ nhỏ hơn cái sợi 45 và cái dòng này nói về độ bền cũng như là độ, độ uh, chịu nắng mưa thì cũng tương đương như cái dòng màu xanh lá cây kia. Thì uh, mỗi tội là cái sợi nó như bé hơn. Thì sợi bé hơn thì sử dụng vào những cái mục đích cũng là uh, che chắn thôi. À, thưa bà con, cái lưới che chắn uh, sân bóng đá này thì ngoài chăn che chắn sân bóng đá, sân bóng truyền, rồi sân cầu lông rồi là nói chung là rồi là dùng để làm lưới cây neo, rồi là dùng để chắn ao cá, rồi chắn ao tôm vân vân thì nó còn sử dụng vào rất nhiều cái mục đích khác nhau nữa thưa bà con đây là một trong những sản phẩm mà A Đấu làm theo yêu cầu cho bà con và cắt theo mọi kích thước yêu cầu cho bà con thì ngoài ra A Đấu còn bán cả sân có nghĩa là bán cả lưới bóng lưới khung thành lưới khung thành mini cho bà con và cây hàng đấy cũng đàn theo yêu cầu đàn theo yêu cầu cho bà con